Bốn đặc điểm của người đại phú quý làm nên việc lớn. Quỳ Cốc tự nói tâm là cái gốc của tướng mạo. Xét rõ tâm thì tự biết được thiện ác. Hành vi là biểu hiện của tâm. Xem hành vi thì biết được hòa phúc. Tướng do tâm sinh, phẩm hạnh và tính cách của một người có thể nhìn ra được từ vẻ bề ngoài của họ. Hành vi là biểu hiện của nội tâm, quan sát hành vi của một người sẽ biết được hòa phúc của họ trong tương lai. Sống trên đời, mỗi người đều có khát vọng, công thành danh toại, nhưng thành công chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Rất nhiều người không làm nên nổi một việc gì, suốt ngày oán người trách trời mà chưa từng tìm nguyên nhân ở bản thân của mình. Thực tế thì trên thân của mỗi người thành công đều có những phẩm chất đáng để chúng ta học tập. Từ xưa đến nay thì người thành sự thì trên thân đều có bốn đặc trưng này. Một, tâm trí phải khổ. Tâm trí phải khổ, không khổ thì không có đủ sức nhẫn nại, bảo kiếm sắc bén là do mài dũa ra, hoa mai tuyệt sắc là do chịu khổ trong giá lạnh khổ cái tâm trí là để nuôi dưỡng và tăng cường những khả năng mà họ còn chưa đủ. Ví như những chiến sĩ xa trường da ngựa bọc thây thì sẽ không ngại đổ máu, bậc thánh hiền sẽ không ưu sầu bởi những lời phỉ bán. Chí hướng cao xa cần phải có một trái tim kiên định để thực hiện lý tưởng. Quá trình này đã chú định rất gian khổ, ngọc bất trác, bất thành khí, không có gian khổ tôi rèn thì làm sao có món đồ quý đẹp được. Hai, khí phát phải lớn. Lòng dạ khí phách cần phải rộng lớn, có lòng khoan hồng đại lượng, khoan thứ người khác cũng như khoan thứ cho bản thân của mình, nhất thiết không được so đo tính toán mà cần luôn khoan dung khi đối đãi với người. Biển hội tụ trăm sông dung nạp hết thảy nên mới rộng lớn, trong bùn tể tướng có thể chèo thuyền, người có thành tựu lớn trên đời đều có tấm lòng rộng mở, có nhẫn nại thì mới xử lý tốt sự việc có khoan dung thì mới có đức lớn. Người tài đức không có đối thủ, nhưng chỗ nào tha thứ bỏ qua được cho người đều cố gắng tha thứ bỏ qua. Thế nên khi phát rộng lớn thì phúc cũng lớn theo, còn mưu mô sâu thì họa hoạn cũng sâu thêm. Số 3. Tâm ý phải vui ý phải vui vẻ, không vui vẻ thì không thể vùng vẫy trong thế giới huyễn hóa này, cũng không thể kết thiện duyên rộng khắp được. Không tự nói, căng mà không trùng thì văn võ không thể làm, trùng mà không căng thì văn võ không làm. Một căng một trùng đó chính là đạo của văn võ. Trong công việc học tập cũng vậy, cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi thì mới thu được hiệu quả kỳ diệu mỗi người chúng ta đều thích làm những sự việc mà chúng ta thích làm vậy nên cần phải học được cách bồi dưỡng những hứng thú sở thích của mình như thế không chỉ có thể học được các trí thức bên ngoài công việc làm phong phú đời sống bản thân mà còn có thể nuôi dưỡng tình cảm bạn hy vọng mình có một sở trường có một thành tựu thì trước tiên phải bắt đầu từ những bồi dưỡng hứng thú sở thích cá nhân Số 4. Lời nói hành động phải cẩn trọng. Cẩn thận với mọi lời nói và hành vi phải suy nghĩ cân nhắc rồi mới phát biểu ngôn luận. Suy nghĩ xem xét chu toàn rồi mới có hành động nhất thiết không được nói loạn, làm bừa. Làm việc lớn thì nhất định phải có thủy, có chung. Suy nghĩ ba lần rồi mới hành động. Đại Văn Hào, Đại sử Gia Tư Mở quan theo Bắc Tống khi viết bộ sách Tư trị thông giám, các bản thảo chất đầy năm căn nhà khi người đời sau xem sách thì không có một chữ sai, đó chính là tư mạo quan đã rất nghiêm cẩn, thận trọng từng ly từng tí, thì mới để lại cho đời sau một trước tác khổng lồ như vậy. Bốn đặc điểm trên bạn sẽ luôn tìm thấy ở một bậc đại phú đại quý, được người đời kính trọng và để trở thành một người tài đức có đủ như vậy, thì nhất định chúng ta phải bồi dưỡng cho mình bốn tiêu chí này. Huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri trấn yểm lời nguyền bài học cuộc sống hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào